Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ cực chuẩn về vận mệnh cuộc đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, gặp thời phất mạnh, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Người xưa có câu, ở hiền thì gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng, tuy nhiên bên cạnh đó, tính cách của mỗi người cũng quyết định phần nào cho số phận của họ. Có người tuy không được sinh ra trong gia đình đầy đủ, sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà trong cuộc sống gặp được nhiều may mắn, được quý nhân phù trợ khi gặp những điều khó khăn. Không chỉ như vậy mà họ luôn kiên trì nỗ lực mỗi ngày để đạt được thành công. Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được, ngược lại thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh 1968 thân mến, tử vi học có nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số, mỗi phận riêng. Không phải ai sinh ra trong nghèo khó thì sẽ nghèo khó mãi, cũng không phải ai sinh ra trong nhung gấm lụa là thì cả đời sẽ an nhàn, sung sướng. Mà tất cả đều có sự luân hồi, chuyển dịch giữa các năm, các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, người tuổi Mậu Thân cũng nằm trong vận trình như vậy. Tử vi học có nói rằng, số người tuổi này được định sẵn, là đắc tài phú quý, tuổi trẻ lam lũ vất vả đủ đường, nhưng chỉ cần có ý chí, nghị lực vượt khó, thì từ năm 2024 trở đi, nhất định sẽ được gặt hái quả ngọt, được nhận lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm đâu được đó, đổi đời giàu có, gia đạo sung túc, ấm êm. Đặc biệt nhất là trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch, sẽ là lúc Mậu Thân đón nhận thiên mệnh, chỉ cần nghe được điều này là lội ngược dòng thành công, trúng quả giàu to, hết khổ, trả sạch nợ nần. Bao nhiêu vất vả, nghèo khó khi xưa sẽ được đề đáp xứng đáng, thay vào đó là có nhà rộng, xe sang, con cái thành đạt, cuộc sống sung túc, 10 phân vẹn 10. Vậy thì, vận trình cụ thể của tuổi Mậu Thân sẽ diễn ra như thế nào? Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 này, vận trình có điều gì cần chú ý để gặt hái thêm nhiều thành quả như ý? Thì ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi dưới đây nhé! Theo tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thân sinh 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc. Họ là một người chăm chỉ, cẩn thận, vì thế, sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Bước sang năm 2024, tuổi Mậu Thân tuy vẫn dính năm cuối tam tai, nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, cộng với sự phù trợ của các cát tinh, nên đây sẽ là năm đột phá cho bản mệnh. Đặc biệt thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch, thầy tử vi hé lộ rằng thời của tuổi Mậu Thân đã đến, ví như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vững vàng tâm trí, nỗ lực phấn đấu không ngừng, bản mệnh sẽ được thỏa nguyện, mọi ước muốn cảm nhận rõ, dòng tiền chảy ồ ạt về túi. Chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của hôm nay nhé! Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Thân sinh 1968, có điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 mệnh thổ, số tuổi này can chi tương thuận, gặp may, là người hiền lành, có chí học hành, thông minh, năng động, tài nhanh hơn người, có trí tuệ cao, không chỉ có cách suy nghĩ nghiêm túc, cẩn thận mà còn giỏi tùy cơ ứng biến. Mậu Thân có tài năng hơn người, đặc biệt là xuất sắc về nghệ thuật và trong cách thức sử dụng ngôn từ, họ có tài diễn đạt lưu loát và hùng biện, khiến ai nghe cũng phải nể phục. Mậu Thân không thích sự tĩnh lặng và chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi, năng nổ, họ biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch để được tham gia các hoạt động này. Họ có lòng ham mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ,
khám phá những địa điểm, ở những nơi họ đặt chân qua, họ không hề thích sự ỷ lại, vì bên trong họ luôn tràn trề năng lượng, sự sáng tạo và luôn mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình. Người tuổi Mậu Thân cả đời sống thoải mái, vui vẻ, tuổi thọ thường rất cao, họ rất yêu cuộc sống, tinh lực dồi dào, có lòng hiếu kỳ với thế giới mới, dám mạo hiểm, thích bị kích động, họ thích luôn phát hiện ra những điều mới mẻ, tính tình cởi mở, lạc quan, dí dỏm, năng nổ nhưng hơi thiếu nghiêm túc, họ không thích bị ràng buộc, sống vô tư vô lo, thích nhất là được sống một cách tự do, tự tại. Ưu điểm là tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy, khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động, đây là người có tài ăn nói giỏi đoán ý người, làm bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ, thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân, họ cực kỳ thích hợp theo những ngành nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng, nếu không muốn làm việc gì thì họ thường làm qua loa. Nhưng khi làm những việc mình thích thì dốc hết sức mình vào làm, họ không sợ khó khăn, gian khổ, không ngại phiền phức, họ quyết phải thành công mới thôi. Gia đình có người tuổi Mậu Thân rất hòa thuận vì thái độ đối nhân xử thế của họ rất nhã nhặn, họ rất quan tâm đến huyết thống, kính trọng và có hiếu với cha mẹ là đặc tính của họ. Họ cố gắng hết mình để nuôi dạy con cái mà không mong đợi sự báo đáp, quá chiều chuộng con cái, đây có thể coi là nhược điểm của họ, luôn trân trọng tình cảm vợ chồng, thương thân, thương ái, quyết tâm chung sống bên nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng thường hy vọng và luôn tiếp thu ý kiến, rất hiếu khách, đối xử với bạn bè với thái độ thẳng thắn và thành khẩn, đồng thời cũng dựa trên tinh thần bình đẳng, cũng hay bênh vực kẻ yếu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng không khéo léo xử lý mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới. Về mặt chính trị và kinh tế, Mậu Thân có khả năng tạo dựng cơ đồ, đồng thời cũng có khiếu tài hoa về mặt nghệ thuật, học thuật, y khoa, khoa học, giỏi xã giao, giao tiếp tốt với bạn bè chiến hữu, có nhiều cơ hội tốt về mặt kinh tế, có nhiều cơ may được người khác giúp đỡ, nhưng công việc thường làm ăn qua loa, lấp lửng với kiểu chuồn chuồn đạp nước, mục đích theo đuổi cũng thường không nhất quán kiên trì tới cùng, bởi vậy nên lỡ mất nhiều cơ may phát tài, tự tôn, tự ái cao. Tuy đó là loại biểu hiện khá tích cực, nhưng trong sự nghiệp phán đoán lung tung, không có sự chuẩn bị chắc chắn, đầy đủ, mà được chăng hay chớ, thì cũng sẽ không tránh khỏi lỡ dịp phát tài. Tuổi Mậu Thân rất có ý chí tiến thủ, họ thích đọc sách từ thuở nhỏ, sự thông minh tài trí của họ thường thể hiện rõ nét trong quá trình học tập. Họ không cam chịu sự lạc hậu, luôn hy vọng có thành tích học tập nổi trội, vì thế họ luôn cần cù hiếu học, hiểu biết rộng, trí nhớ tốt, nhưng đôi khi không muốn hiểu sâu mà chỉ muốn hiểu đại khái, không tỉ mỉ, chuyên tâm, nếu chịu đựng gian khổ và cố gắng hết mình thì có thể thành tài. Theo tử vi chọn đời của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, họ là những người thông minh, hài hước, có khả năng tính toán khá tốt trong công việc. Họ là một người chăm chỉ, cẩn thận, vì thế, sự nghiệp của họ thường sẽ phát triển khá mạnh, tuổi Mậu Thân thường sẽ thành công muộn. Mậu Thân nam mệnh, tính tình nhanh nhẹn, năng nổ, hào hoa đỉnh đạt, do quá chuyên tâm với sự nghiệp, có thể không chú ý đến chuyện ăn mặc, nhưng thường được mọi người ngưỡng mộ, họ chỉ muốn dựa vào sự phấn đấu của mình để vươn đến đỉnh cao thành công, không muốn hạ mình đi nhờ vào người khác, vì thế, có khi phải sống trong cảnh khó khăn, khi nắm bắt được cơ hội là họ có thể tạo ra của cải. Thế là họ bắt đầu tỏ ra hào phóng, tiêu pha lãng phí, không thể sớm tiết kiệm được, vì vậy cần có một người vợ hiền thục để quản thúc họ. Nam giới tuổi Mậu Thân tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền chí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm bảo nhiệm vụ của lãnh đạo, ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ kinh người, đầu óc linh hoạt và sáng tạo, họ giỏi nắm bắt cơ hội và lợi thế phát triển, tạo thành bước đệm để sự nghiệp ngày càng thành công rực rỡ. Nam mệnh Mậu Thân khi còn trẻ thì cuộc sống không được thuận lợi cho lắm, khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc nhưng vẫn còn phiền muộn, tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ về vấn đề này. Mậu Thân nữ mệnh thì thông minh, thanh tú, hào phóng, họ vốn có thân hình mảnh mai, không cần giảm béo, cũng không phải trang điểm cầu kỳ cũng toát lên vẻ đẹp tự nhiên, khiến mọi người luôn ngưỡng mộ, họ yêu nghệ thuật, có tài năng biểu diễn, ăn nói lưu loát, lòng tự tôn của họ rất cao, họ không bao giờ chịu để người khác bắt nạt. Nếu ai đắc tội với họ, thì họ quyết không dung tha, nhưng chỉ cần tôn trọng họ, thì họ có thể trở thành người phụ nữ tốt nhất. Nữ mệnh Mậu Thân ở tiền vận có chút khó khăn, hậu vận có hơi phiền muộn,
nhưng được thịnh vượng, gặp được nhiều may mắn ở trung vận. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Thân sinh 1968. Xem tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân cho biết, con giáp này vẫn dính năm cuối tam tai, nhưng nhờ cục diện tam hợp nâng đỡ, cộng với sự phù trợ của các cát tinh, nên đây vẫn sẽ là năm đột phá cho tuổi Mậu Thân. Bản mệnh sẽ có một năm gặt hái nhiều thành công, nhưng công sức bỏ ra cũng không hề ít. Nhiều người còn có cơ hội bộc lộ những năng lực tiềm ẩn mà trước đó họ chưa có cơ hội để thể hiện hay khai thác nó, khiến sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh năm nay bội thu, đặc biệt thời điểm tháng 3, 4 âm lịch thầy tử vi hé lộ rằng thời của tuổi Mậu Thân đã đến, ví như gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần vững vàng tâm trí, nỗ lực phấn đấu không ngừng thì bản mệnh sẽ được thỏa nguyện mọi ước mong, cảm nhận rõ dòng tiền chảy ồ ạt về túi. Cụ thể sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tuổi Mậu Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Do có cát tinh phù trợ nên hãy tin rằng chỉ cần bạn nghiêm túc làm việc, bỏ công bỏ sức ra, thì chắc chắn thu được kết quả xứng đáng. Nhờ có tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy năm này bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ. Thậm chí, bạn còn được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc những cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó, bản mệnh không nên ngại khó khăn, vất vả nhất thời nếu như phải vừa làm vừa học. Chỉ cần bạn quyết tâm, bỏ thời gian và công sức thì bạn sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái được thành quả. Chính quan xuất hiện cho thấy, vận trình công danh, sự nghiệp của Mậu Thân cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt, chân ráo bước vào một lĩnh vực nào đó hoặc là người đã có kinh nghiệm, bạn cũng đừng ngại nêu lên ý kiến, quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới, còn chính bạn cũng khẳng định được vị thế của bản thân. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin phục của nhiều người, tuy nhiên, dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, bạn cũng chớ nên lơ là, sơ suất, kẻo những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì năm 2024, tuổi Mậu Thân vẫn chịu tác động của hạn tam tai, bạn cần chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo, coi thường người khác, dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm, đồng thời, một khi đã làm, thì cần cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng, kẻo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. Xét về phương diện tài lộc tuổi Mậu Thân sinh 1968 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Bước sang tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Thân sẽ cảm nhận được sự gia tăng mạnh mẽ nhờ tài khí tăng vọt, cộng thêm sự nâng đỡ của cục diện tam hợp, mà nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt được kết quả cao, hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy về túi mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, thời điểm này bạn đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lãi hơn. Chính vì thế, bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp, các khoản hoa hồng, thưởng nóng là không thể thiếu, thậm chí một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương. Người làm ăn, kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới, dù phải bận rộn luôn chân, luôn tay, song bạn thu về khoản lời lãi khả quan, thậm chí nhiều hơn cả dự tính. Nếu có dự định đầu tư thêm hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Cát tinh đem tới cho bạn nhiều đối tác mà bạn hằng đáng tin cậy, cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quý giá, nhiều trợ lực lớn lao, khiến bạn làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Thêm vào đó, thiên tài còn hứa hẹn những cơ hội phát tài bất ngờ, khi những mối đầu tư tưởng nằm im trước đó bỗng nhiên thu được lợi nhuận. Một số người còn dễ trúng thưởng khi tham gia những trò chơi bốc thăm may mắn. Cầm khoản tiền này trong tay, bạn nên có cách chi tiêu tiết kiệm và đầu tư hợp lý để tiếp tục sinh lời. Còn nếu tiêu xài hoang phí, thì dù có giàu có đến mấy, bạn cũng nhanh chóng cháy túi, thậm chí phải vay mượn người khác mà thôi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Theo tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024,
Phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp, trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch này bản mệnh có cách hành xử, nói năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì sẽ được mọi người yêu mến, gia đạo yên ổn, một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm. Do có quý nhân tam hợp thúc đẩy nhân duyên tốt, đào hoa vượng, nên người độc thân dễ được bạn bè người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng dần cởi mở hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè mới, nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao. Bản mệnh hãy tự tin là chính mình, đồng thời chú ý cách hành xử linh hoạt, tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau thì ắt lọt vào mắt xanh của người khác giới. Bạn không cần quá cố gắng, cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã có gia đình đầm ấm, bạn đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa. Hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi, tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng, con cái trong nhà cũng ngày một trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong 2 tháng tới này nhờ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực mà sức khỏe, thể chất của bạn cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định, giúp bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, bạn nên ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành công việc. Khi gặp quá nhiều căng thẳng, bạn cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn, đối phương không những có thể lắng nghe, mà thậm chí còn có thể bất ngờ trở thành quý nhân của bạn, giới thiệu cho bạn những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. Sau đây sẽ là phần luận giải hung cát từng tháng âm lịch năm 2024 của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, cụ thể như sau. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Vận trình của người tuổi Mậu Thân trong tháng này sẽ gặp chút giảm sút, nguyên nhân là do bạn làm việc với cường độ quá cao, trong khi sức khỏe lại không đảm bảo, tâm trạng dễ xuất hiện suy nghĩ, lực bất tòng tâm. Về mặt tài lộc, có lẽ người tuổi Mậu Thân không nên dễ dàng cho người khác vay tiền, nguy cơ mất tiền khá cao. Bạn cũng nên hạn chế phần nào tính cách cố chấp của mình, tránh tự mình chịu thiệt thòi quá nhiều. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch tuổi Mậu Thân sinh 1968. Thời điểm tháng 4 âm lịch này hoàn toàn phù hợp để tuổi Mậu Thân tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống, làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn, tài vận tăng tiến mạnh mẽ hơn hẳn tháng trước. Tuy nhiên, để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen, khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy. Những dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ tài trong tháng khá vượng, có lợi cho đầu tư kinh doanh, tuy nhiên, bạn cần quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Đi đứng cẩn thận, đề phòng bị té ngã, gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ, trong tháng có lộc về đất cát hoặc đầu tư. Sau đây sẽ là phần luận giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Luận giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Mậu Thân năm 2024, bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Mậu Thân năm 2024. Năm có sao tốt chiếu mệnh, nam mệnh gặp nhiều may mắn, trong nhà có chuyện vui mừng, có hỷ sự. Tuy vậy, đối với những người tính tình nóng nảy, hấp tấp thì dễ vướng phải trục trặc trong công việc. Bên cạnh đó, hạn thiên tinh chủ về sức khỏe, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể. Không nên chủ quan trước các dấu hiệu thay đổi trong người, nam mệnh nên đi thăm khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe. Năm này, nếu bản mệnh vẫn đang làm việc thì nên duy trì những công việc nhẹ nhàng, làm việc với thái độ thong dong, vì cuộc sống đã không còn nhiều lo toan, kinh tế cũng được ổn định hơn trước. Cách tăng cát khí sao thủy diệu, theo phong thủy năm 2024, đồ phong thủy, thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ ngũ hành là thủy. Khi gặp sao này, vào ngày 21 phụ nữ dùng mộc tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy ngọc, lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy, bản mệnh nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng cát khí. Dùng đá phong thủy, những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sa phia thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà, chú ý lời ăn tiếng nói, nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình,
biết ta để không vướng phải rắc rối không đáng có. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024 về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa, tu tâm, năng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, bản mệnh nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Nữ bản mệnh gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như trong phương diện tài lộc, bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội thì dễ thành công hơn người. Ở độ tuổi này, con cái của nữ mậu thân đã trưởng thành và xây dựng cuộc sống riêng. Đây là điều khiến bản mệnh hạnh phúc nhất khi sự cố gắng, nỗ lực nuôi dạy con cái đã được báo đáp. Vào năm Giáp Thìn, nữ bản mệnh sẽ có nhiều thời gian hơn để nâng cao đời sống tinh thần, tu tâm để giữ tâm ý sáng, trong phát triển trí tuệ tâm linh, chuyển hóa mình từ bất an về những trạng thái an lạc. Cách tăng cát khí của sao Mộc Đức. Theo phong thủy năm 2024, sao Mộc Đức thuộc hành Mộc nên dùng màu xanh lá thuộc hành Mộc để tăng cường cát khí của sao tốt, chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc, càng thêm tốt. Cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiên đen, lam bảo, ngọc lam. Cách hóa giải hạn tam kheo năm 2024. Về tinh thần, bản mệnh nên hành sự bình tĩnh, tránh nóng vội mà đưa ra quyết định sai lầm, mưu sự lành mạnh, không toan tính, hãm hại người khác. Đặc biệt là những người làm cơ khí nên mặc đồ bảo hộ đầy đủ và kỹ càng. Điều này tránh được một số tai nạn lao động bất ngờ xảy ra, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về tâm linh, để tìm sự bình an trong cuộc sống, gia chủ nên thường xuyên đi chùa, thắp hương cửa Phật. Điều này giúp tâm hồn trở nên tâm tịnh và thư giãn phần nào mệt mỏi, áp lực từ cuộc sống. Tiếp theo trong chuyên mục Phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Mậu Thân gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu vàng kim vượng sự nghiệp. Màu này giúp người tuổi Mậu Thân luôn duy trì được tinh thần vui vẻ, cởi mở, giúp xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, thậm chí bạn còn được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá hoặc những cơ hội để học tập, bồi dưỡng thêm kỹ năng, kiến thức để áp dụng vào công việc. Màu xám vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu xám, bản mệnh sẽ luôn tỉnh táo, hăng hái, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức hơn. Từ đó, bạn khẳng định được vị thế của mình, người làm ăn kinh doanh cũng trở nên nhạy bén, nắm bắt được xu thế của thị trường, nên dễ đi tắt, đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới. Màu nâu vượng tình duyên. Màu nâu giúp bản mệnh trở nên điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo hơn, biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa, hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi, tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Mậu Thân là màu đỏ và hồng. Hai màu này khiến tâm trạng của người tuổi Mậu Thân luôn nóng nảy, sốt sắng, không thể suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào công việc, đồng thời dễ bỏ dở giữa chừng, khiến bao nhiêu công sức đổ sông, đổ bể, gây ấn tượng xấu cho người khác. Màu đỏ và màu hồng cũng có thể chiêu đào hoa xấu, khiến người có đôi dễ sa ngã, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, danh dự của bản thân. Thông điệp may mắn mà Tử Vi muốn dành riêng cho tuổi Mậu Thân 1968 ở tuổi 57. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Vâng, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.